Đây là một cảnh tượng vô cùng độc đáo, những con hươu đang chạy trốn kẻ săn mồi của mình các bạn ạ. Thấy bầy linh cẩu hung dữ đang muốn tấn công mình, những con hươu này đã nghĩ ra cách vô cùng thông minh. Chúng đã ẩn mình trên tảng đá, mỗi con chọn cho mình một vị trí đứng an toàn mà linh cẩu không thể bắt được. Dù cố gắng rất nhiều nhưng bầy linh cẩu vẫn không làm gì được những con hươu này các bạn ạ. Là bạn, bạn nghĩ sao về hành động của những con hươu này?